về nhất cuộc đua xe toàn nước Mỹ. Mùa hè năm 1899, người phụ trách công ty điện lực Edison tiếp Henry Ford nói cho ông biết, công ty mời ông làm tổng đốc công nhà máy phát điện với điều kiện là ông phải bỏ việc phát minh xe hơi. Ford suy nghĩ rất nhiều, thật khó xử. Chức tổng đốc công nhà máy phát điện là một chức cao, tiền lương nhiều gấp đôi điều mà trước đây ông không dám nghĩ đến còn là chiếc cầu để ông bước đi tạo dựng sự nghiệp sau này nhưng nếu nhận cương vị này thì phải từ bỏ việc sáng chế chiếc xe không có ngựa kéo mà ngày đêm ông đeo đuổi như vậy mọi gian khổ cực nhọc suốt mười mấy năm của ông đều bị bỏ phí hết vả lại clara đã chịu cực khổ với ông bấy lâu cũng nên tạo cho cô ấy cuộc sống sung sướng nghĩ đến clara suốt ngày cực nhọc làm việc nhà henry chạnh lòng có lẽ clara thay mình nhận lấy công việc này nghĩ đến phải từ bỏ việc sáng chế xe hơi mà mình yêu thích henry ford cảm thấy rất khó xử nhưng cũng phải nghĩ nếu không nhận chức trách này thì phải nghĩ việc rời khỏi công ty cuộc sống sau này sẽ ra sao ông còn phải chăm lo cho vợ con vì sự nghiệp mà để vợ con rơi vào cảnh khó khăn thì không phải là người chồng có trách nhiệm henry ford đang đứng trước ngã ba đường trong cuộc đời mình không biết nên làm thế nào ông bàn với clara và nhận được ở vợ sự cứng rắn mạnh mẽ hoàn cảnh nào anh cũng không bỏ công việc chế tạo xe hơi em cho đó là sứ mệnh của anh anh nên mạnh dạn làm tiếp về cuộc sống em sẽ có cách clara trong nỗi xúc động sâu sắc nói henry ford vui mừng cảm động trước lời bày tỏ chân thành của vợ với sự khuyến khích của Clara, ông khéo léo từ chối chức vụ cao cả ấy và xin nghỉ việc rời khỏi công ty. Đó là ngày 15 tháng 8 năm 1899. Thời gian đó nước Mỹ đang lên cơn sốt xe hơi, người ta coi nó là món hàng xa xỉ đắt tiền, trúng dịp này làm ăn kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, một nhóm người góp vốn 50.000 đô lập ra công ty xe hơi ở Detroit. Henry Ford góp 1 phần 6 cổ phần và tiền lương mỗi tháng là 100 đô. Nhưng đáng tiếc, công ty này vừa mới ra đời đã có dấu hiệu thất bại. Nguyên nhân do hầu hết công nhân viên chức không thạo công việc chế tạo xe hơi, hơn nữa rất khó tìm các phụ tùng xe làm trễ nải công việc điều quan trọng là các cổ đông chỉ muốn kiếm tiền mà không lo gì đến chất lượng xe trái với ý muốn của henry ford làm ra một loại xe hơi tốt mọi người có thể mua sử dụng rộng rãi vì lẽ đó ông đã rút ra khỏi công ty và muốn tự mình mở nhà máy một hôm henry ford đến tiệm cà phê của người bạn thân james ồ ford anh đến thật đúng lúc thế nào anh đã có đủ tiền mở xưởng chưa ford lắc đầu nhưng tôi sẽ đeo đuổi đến cùng Do làm việc ở công ty lâu, tôi có rất ít dịp quen biết những người giàu có, nên rất khó gom góp một khoản tiền lớn. Tôi nghĩ những người giàu có thường hay dở hơi, tìm khắp đất Detroit này, cũng không có một người ngay thẳng, cần mẫn và luôn giữ chữ tính như anh. Cảm ơn anh, chỉ có anh mới nói những lời như vậy. Những người muốn đầu tư đều lợi dụng xe do tôi sáng chế để làm giàu. Tôi đã có một bài học ở công ty Detroit rồi. Anh nói phải, tôi cũng nghĩ thế, anh uống một tách cà phê chứ ford gật đầu james bưng tách cà phê ra anh ford nếu anh nhất quyết muốn lập công ty xe hơi thì tôi có một đề nghị về việc gì xã hội hiện nay mọi thứ đều đua trong sự đua tranh đua à như đua ngựa đua xe bất cứ thứ gì không đua tranh người ta sẽ không chú ý đến vì vậy anh nên tham dự cuộc đua xe hơi nếu thắng cuộc hiệu xe ford của anh sẽ nổi tiếng khắp nước mỹ đến lúc ấy tự nhiên sẽ có người đầu tư đến tìm anh anh muốn tôi chế tạo ra chiếc xe đua sao đúng vậy anh có tự tin không phó trả lời thẳng lòng tin thì có nhưng không có tiền james gật đầu bày tỏ sự đồng tình còn nữa james tôi còn phải nuôi vợ con chế tạo một chiếc xe đua tốn rất nhiều tiền và thời gian ờ phải tìm cách james nghĩ một lúc rồi nói được rồi tôi sẽ lo tiền để làm ra chiếc xe đó ồ anh chịu tiền à ừ tôi đang có một khoản tiền định gửi vào ngân hàng tôi không có vợ con ford anh hãy dùng số tiền này chế ra một chiếc xe hơi đua ráng làm cho được ford hết sức vui mừng ồ thật sao anh bỏ tiền ra à cảm ơn anh james anh hãy đợi xem tốc độ của xe chúng ta sẽ nhanh hơn các xe khác đúng vậy anh làm đúng như thế có tôi đứng sau ủng hộ anh không lẽ anh không làm được james thật lòng khuyến khích henry ford Ông Ford này không lượng sức mình. Ông ta là thợ máy của công ty điện lực. À, ra là con người điên rồ ấy. Khán giả bàn luận xôn xao, một lúc sau, một tay đua xe nổi tiếng là Tom lái xe ra sân, khán giả vỗ tay vang dậy. Ông Wellington, đối thủ hôm nay của ông là chiếc xe bộ xương đó sao? Tay đua Tom vỗ vai Wellington nói. Chắc muốn tôi lập thêm kỷ lục mới ư? Wellington đáp. Clara dẫn cậu con trai theo, sốt ruột chờ đợi tiếng súng hiệu xuất phát. Cô vừa sợ chồng mình thua cuộc, vừa sợ xảy ra chuyện không may, cứ thấp thỏm không yên. Wellington dở nón chào khán giả cuồng nhiệt và leo lên chiếc xe hiệu đại bác, còn Harry Ford yên lặng chờ tiếng súng hiệu. Băng, tiếng súng hiệu vang lên, chiếc Đại Bác lao đi nhanh như quả đạn Đại Bác, còn chiếc xe Ford chạy sau cuốn tung bụi đuổi theo. Wellington dẫn đầu qua vòng thứ nhất, rồi vòng thứ hai, hiện đang sắp qua vòng thứ ba. Wellington, Wellington, khán giả hò reo cuồng nhiệt. Clara nắm chặt hai tay như thể tiếp sức cho chồng. Cậu con trai reo to, cha, cố lên, Ford, cố lên, Henry. Trèm cũng đang cổ vũ Henry Ford. Chiếc xe bộ xương dần dần đuổi kịp chiếc đại bác. Hai mét, một mét, trong tích tắc chiếc xe ford đã vượt qua chiếc đại bác lao như bay về đích kết quả bất ngờ đối với người xem mọi người trố mắt sững sờ chiếc xe bộ xương của henry ford không những đoạt giải vô địch đua xe toàn nước mỹ mà còn phá kỷ lục với thành tích một phút một giây một phần trăm tay đua tom đi đến bên chiếc xe hiệu ford henry ford giở nón xuống phủi bụi và lau mồ hôi trên mặt chúc mừng anh ford một cuộc đua thật hấp dẫn Thầm nhìn chiếc xe bộ xương nói anh chạy bằng động cơ gì vậy máy do tôi tự chế thật tuyệt hôm khác tôi sẽ đến thăm anh lúc ấy có thể nhìn kỹ hơn rất mong anh đến thế là từ một người thợ máy không có tiếng tăm đã trở thành nhà vô địch đua xe toàn nước mỹ tiếp đó henry ford bận rộn với các cuộc phỏng vấn và chụp ảnh tin tức về henry ford và chiếc xe ford in ở trang đầu các báo mọi người đổ xô xin được đầu tư hợp tác với ford vẫn với ý đồ duy nhất là kiếm tiền nhưng harry ford vẫn giữ mục tiêu của mình là chế tạo ra loại xe thông dụng cho tầng lớp bình dân từ đó tom thường đến thăm nhà máy tình cảm của hai người ngày càng thân thiết làm thế nào gom góp đủ tiền mở công ty xe hơi hai người bàn đến chuyện đó anh có thể dự cuộc đua xe hơi một lần nữa được không mùa xuân năm sau sẽ tổ chức ở chỗ cũ một buổi tối tom đưa ra lời đề nghị như thế ừ nhưng đem chiếc xe hình bội xương ấy đi thì tệ quá muốn dự thi phải chế ra một chiếc xe mới đúng vậy dĩ nhiên là phải chế tạo ra một chiếc xe có tính năng tốt hơn nhưng tôi không có tiền tôi dự định là một chiếc xe động cơ bốn thì tốc độ sẽ rất nhanh tom nghe xong mừng rỡ anh làm đi tiền để tôi lo bao nhiêu cũng có henry ford không tin vào tai mình ông nghĩ mình đã nghe nhầm anh lo tiền. Tom, thật sung sướng quá, tôi chắc chắn sẽ là một chiếc xe thật tốt, tôi đã hình dung sẵn trong đầu rồi, chỉ lấy giấy bút ra là tôi vẽ thiết kế ngay. Từ hôm đó, form mày mò nghiên cứu ngày đêm chế tạo ra hai chiếc xe hơi loại động cơ 4 thì 80 mã lực, xe khởi động, phun một luồng khói trắng, tiếng máy kêu giòn tan, Herford đặt tên một chiếc là 999, chiếc kia là tên bay, ông chọn lái chiếc 999 dự thi. Lúc thử xe, tiếng máy nổ rền vang của chiếc xe làm cho Tom rất ngạc nhiên. Kính cửa sổ cách đó 100 mét cũng bị rung lên. Nghe tiếng máy xe nổ người ta cũng khiếp rồi. Ford cười nói, tốc độ nhanh gấp đôi. Tom, anh đừng nghĩ chiếc xe 999 chứ. Sau khi chạy thử xe một vòng quanh sân, Harry Ford nói với Tom, Xin lỗi, chiếc xe phát khiếp này có chở đầy vàng tôi cũng không đi. Tôi cũng vậy, không đủ can đảm lái nó thi đấu. Vậy là hỏng bét Khó khăn lắm mới chế tạo được chiếc xe này Bây giờ không ai dám lái Chiếc xe đâu có tự chạy được Có ai dám liều mạng không Tom vỗ tay mạnh một cái nói Có 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 Một người tên là Oedipus Gọi điện thoại ngay cho anh ấy Anh ấy là bạn của tôi Một người rất mê đuôi xe Odefit là một tay đua xe đạp trẻ, anh chưa lấy xe hơi lần nào, nhưng chiếc xe có tốc độ kinh người này sẽ làm siêu lòng con người thích mạo hiểm như anh. Trước ngày thi một tuần, Odefit đến Detroit, Henry Ford và Tom dạy anh lái xe. Không lâu sau, anh lái quen chiếc xe 999, sau khi chạy một vòng với tốc độ cao, anh tự nói với mình. Được rồi, ngày mai sẽ lao đi hết ga. Đường thi đấu dài 3 dặm, có 6 xe đến tham dự thi đấu. Orifit với vẻ rất trang nghiêm. Chiếc xe này có thể làm cho mình tan xương nát thịt, nhưng đến lúc đó mình cũng không để cho nó sống. Orifit quyết định sống chết với chiếc xe này. Một lúc sau, cuộc đua bắt đầu. Chiếc xe 999 lao lên trước, bắn tia lửa tung tóe như quả cầu lửa bay về phía trước, sắc mặt Odefit đanh lại trong lòng như cháy bỏng. Khi chiếc 999 lao đến đích với thành tích về đầu thì chiếc xe đến đích thứ hai còn cách đến 800 m. Qua cuộc thi này, xe Ford nổi tiếng khắp nước Mỹ. Sau đó, Odefit còn lái chiếc xe 999 tham dự cuộc đua xe ở New York và đã lập kỷ lục mới. So với cuộc đua xe hơi đầy nguy hiểm và kích thích, đua xe đạp chỉ như trò chơi trẻ con. orific từ đó không đua xe đạp chuyển sang làm rơ xe hơi. Harry Ford vui thích vì giành được phần thắng trong cuộc thi, nhưng ông không cảm thấy thích thú, ông chỉ nghĩ tới việc mở nhà máy sản xuất xe hơi. Khi chiếc xe 999 đăng trên báo gây dư luận xôn xao thì ông đang vạch kế hoạch lập công ty xe hơi. Lúc ấy, một thương gia buôn bán than đá là Macamson có quan hệ làm ăn với công ty điện lực nên quen biết với Henry Ford. Chào buổi sáng, Ford gõ cửa và bước vào phòng làm việc của Macamson. "Ồ, anh Ford, chiếc xe 999 được đánh giá cao, thật là tuyệt." Macamson gõ tàn điếu xì gà nói. "Hôm nay tôi đến là về việc ấy. Hình như anh có nói nước ta sẽ bước vào thời đại xe hơi." Bây giờ thời cơ đó đã đến. Ngày anh trở thành người đi đầu trong giới xe hơi cũng sắp đến rồi. Henry Ford nói. Mark Emerson thực sự muốn đầu tư vào ngành xe hơi, nhưng ông còn do dự khi đầu tư vào xe hơi của Henry Ford. Kế hoạch của anh ra sao? Tôi sẽ đặt tên cho công ty là công ty xe hơi Ford, chuyên sản xuất loại xe hơi thông dụng giá mỗi chiếc xe không quá 1.000 đô. Nhà máy như thế nào? Sửa nhà máy gỗ lại thành nhà máy sửa chữa và lắp ráp xe hơi, lương tháng của tôi là 200 đô, đảm nhận chức ủy viên thường vụ hội đồng quản trị và kỹ sư trưởng. Tiền vốn thì sao? Vốn chung là 100.000 đô, hai người chúng ta, mỗi người bỏ ra 25,5%, vị chi hai người là 51%. Ngoài ra, xin anh bỏ ra 3.000 đô la tiền bảo đảm tín dụng. Mark Kermel xin nghe và im lặng suy nghĩ ông đang kinh doanh ngành than đá rất phát đạt, nhưng ông còn muốn kiếm thêm nhiều tiền. Ông đang nghĩ không biết có phải đây là dịp tốt hay không. Được, cứ làm như thế. Mark Emerson quyết định đầu tư. Ông nói với kế toán trưởng, anh thấy thế nào? Có muốn đầu tư một phần không? Tôi quen với Harry Ford từ lâu. Anh ấy dám rời bỏ chức vị cao ở công ty Edison để đeo đuổi công việc sản xuất xe hơi. Chắc chắn anh ấy có lòng tin về xe hơi. Lúc đầu, viên kế toán trưởng chỉ ngồi nghe, sau đó ông ngẩng đầu lên. Trước đây, ông từng bàn vài lần với Henry Ford về loại xe hơi thông dụng. Ông biết Ford là người thẳng thắn và say mê máy móc. Tôi có tài khoản 900 đô và 1.500 đô trái phiếu. Tôi sẽ đầu tư hết số tiền ấy. Em gái tôi dạy học ở trường cũng sẽ đầu tư 100 đô. Ông kế toán nói, nhờ câu nói đó mà cô giáo sau này trở thành người phụ nữ giàu có. Cô đầu tư 100 đô để thu về 95.000 đô tiền lời sau 16 năm. Ford đã mua lại cổ phiếu của cô với giá 260.000 đô. MacKemerson thấy ông kế toán hăng hái mạnh dạn rất vui mừng. Anh bạn sẵn lòng như thế tôi sẽ giao anh đứng tên 3.000 đô của tôi gửi ngân hàng làm tiền bảo đảm tín dụng của công ty. Tại sao vậy? Nếu tôi quá nghiêng vào ngành xe hơi thì e sau này không tiện lui tới ngân hàng. Bởi vì lúc đó nói đến ngành xe hơi, người ta cho là một ngành đầu cơ và nguy hiểm. Henry Ford nghe và cười to, "Không sao, trước đây ít lâu, nghe nói anh em Wright lập công ty chế tạo máy bay nặng hơn không khí mà bay được trên bầu trời, xe hơi của chúng ta chỉ chạy trên mặt đất, dĩ nhiên là an toàn nhất." Ford nhìn hai người và nói tiếp, "Xe hơi hợp với nhu cầu của dân chúng nước Mỹ. Anh đợi xem, không lâu nữa người có tiền mua ngựa, chắc chắn họ sẽ mua xe hơi." Cứ như thế sau này người ta sẽ dùng xe hơi thay thế ngựa. Thế là ba người bắt tay tìm kiếm xưởng chế tạo thích hợp. Lúc ấy có một người tên là Stilo mở xưởng gỗ trên đường Mac. McEmerson đi tìm Stilo. Anh Stilo, anh có thể bỏ ra một số tiền đầu tư vào ngành chế tạo xe hơi không? McEmerson thăm dò ý của ông Stilo. Do ai chế tạo? Anh ấy đấy, MacKenzie mở cửa sổ trên lầu một ra chỉ xuống đường. Một người đàn ông cao và gầy, mặc một chiếc quần rộng và chiếc áo màu vàng đang đứng dưới đường. Oh, Henry Ford. Tôi không thích đầu tư vào công việc người đó làm. Do có thành kiến nên Stilo đã đánh mất cơ hội làm giàu. Nếu lúc đó ông ta không bị ám ảnh bởi bộ quần áo xoàng xĩnh của Henry Ford, bỏ vào một ít vốn, có hay hơn không? Tháng 6 năm 1903. Công ty xe hơi của Henry Ford chính thức thành lập. Họ thuê một gian kho chứa nước đá trên đường Mac, sửa lại thành nhà máy. Những chiếc xe hơi do Ford chế tạo ra đầu tiên chạy bằng động cơ hai thì 8 mã lực với tốc độ 30 dặm một giờ. Phụ tùng do xưởng cơ khí có quy mô lớn ở Detroit của anh em đầu sản xuất, với điều kiện là hai anh em đâu có 50 cổ phần trong công ty. Đây là một điều rất mạo hiểm đối với anh em đâu nhưng họ cho rằng xe hơi thông dụng của ford sẽ được ưa chuộng hơn loại xe mobile cao cấp đang bán chạy lúc bấy giờ luật sư anderson đi với henry ford đến nhà máy của anh em do khi họ ra về ông nói với ford tôi không phải là người trong ngành xe hơi nên không biết gì cả công việc chế tạo xe hơi thật phức tạp thật ra không phức tạp lắm mọi thứ đều giống nhau thôi nên đơn giản hóa nó như một cây kim hay một que diêm Ford trả lời. Anderson không hiểu cây kim có quan hệ gì với chiếc xe hơi. Về nguyên lý thì chúng như nhau, có điều chiếc xe lớn hơn, chiếm chỗ lớn hơn thôi. Người mua xe đông lên sẽ chuyển thành nhà máy lớn để sản xuất nhiều, giá cả sẽ rẻ hơn. Giá rẻ tự nhiên lượng tiêu thụ tăng lên. Nếu đúng như thế thì nhà máy sản xuất xe hơi cũng đơn giản như sản xuất cây kim vậy. Đến giữa tháng 8, công ty xe hơi Ford đã sản xuất được 10 chiếc xe hơi anh Ford, bán nhanh xe đi, tuyền xoay vòng sắp hết rồi, ông kế toán trưởng nói. Mỗi chiếc xe Ford giá 850 đô, không tính đèn, còi và kính chắn gió, còn giá của các loại xe khác lúc ấy trên 8.000 đô. Giá xe Ford không tới 1.000 đô có sức hấp dẫn đối với phần đông người tiêu dùng, vì thế đi đâu cũng nghe mọi người hỏi thăm về xe Ford. Các báo lúc ấy viết Xe pho rất rẻ, hợp với túi tiền của dân nghèo, cấu tạo đơn giản, những người không hiểu về máy móc cũng lái được. Năm đầu, hiệu xe pho bán rất chạy. Trong sổ của ông kế toán trưởng ghi đã thu được 36.957 đô. Mở đầu làm ăn rất suôn sẻ trôi chảy, nhưng đến cuối mùa thu, lượng xe bán ra dần dần giảm, đến sau mùa đông vắng hẳn khách hàng. Nguyên nhân là do loại xe thông dụng này không có thiết bị chống lạnh. Khi nhiệt độ hạ xuống, máy làm lạnh dễ bị hư. Cho nên đến mùa đông, những người có xe đều cất xe trong kho, những người chưa có xe thì không mua xe vào lúc này. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi ấy, làm thế nào để mọi người không quên nhãn hiệu xe Ford? Henry Ford lại nghĩ đến đua xe. Có rồi, anh sửa chiếc tên bay lại một chút, sẽ lập kỷ lục mới trên băng ở hồ Santa Cruz. Khi Henry Ford nói về việc ấy với Clara, cô tỏ vẻ không vui. Anh đừng tự gây phiền bằng cách làm những việc mạo hiểm ấy nữa. Nếu anh muốn lập kỷ lục tốc độ mới, thì có thể mời Orifit lái. Anh thấy thế nào? For chỉ cười chứ không trả lời gì. Ngày 12 tháng 1 đã đến, ngày hôm ấy gió lạnh cắt da. Anh không lạnh sao? Clara lo lắng. For cài nút áo lên nói, em đừng lo, sợ còn toát mồ hôi nữa đấy. Ford chở vợ và con trai đến hồ Santa Cruz cách nhà 16 km. Cha ơi, con muốn chiếc xe tên bay. Đừng nói thế. Clara lo sợ. Ford đã đến bên bờ hồ mà chiếc tên bay vẫn chưa đến. Người xem đợi rất sốt ruột. Lúc ấy có người ở nhà máy chạy đến nói. Lần chạy thử cuối cùng thấy động cơ máy bị trục trặc. Có thợ máy đến chữa, sắp xong rồi. Người xem bắt đầu ồn ào, dặm chân, đập tay, có người đứng dậy giận dữ la hét. Làm ăn cái gì vậy? Henry Ford đợi đến sốt ruột, đang định lái xe chạy về nhà máy xem sao, thì bỗng có tiếng máy nổ từ xa vọng tới. Henry Ford đang lo lắng buồn chồn đã trở lại vui vẻ rạng rỡ. Chiếc tên bay đã đến. Không phải tên bay thì không có tiếng máy nổ lớn như thế khó khăn lắm mới sửa xong. Người thợ máy bước xuống xe nói với Ford, người xem đã đợi lâu, rất lạnh rung, giờ reo lên mừng rỡ. Băng, tiếng súng hiệu vang lên, Ford vọ lên. Trong nháy mắt Clara thấy chiếc tên bay lao đi xa nhỏ lại như còn châu chấu. Thoát nhìn mặt băng rất bằng phẳng, nhưng lồi lõm khắp nơi, xe chạy qua bị giăng sóc tung lên. Cha cố lên! Excel vẫy tay hò reo. Clara không nói tiếng nào, cô nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện chồng con trở về an toàn. Sau này đừng cho anh ấy dự cuộc đua nguy hiểm như thế này nữa. Chiếc tên bay lao nhanh như bay trên mặt đất trong tích tắc đã về đến đích. Lập kỷ lục mới nữa rồi. Khán giả reo hò hoang hô, chiếc tên bay phá kỷ lục thế giới với vận tốc 90 dặm một giờ. Nhãn hiệu Ford lại xuất hiện trên trang đầu báo chí. Buổi tối hôm ấy, Harry Ford rất vui mừng vì lập kỷ lục mới, ngủ một đêm ngon giấc không hay biết gì về chuyện xảy ra nghiêm trọng ở công ty. Ngày hôm sau khi ông đến công ty, ông kế toán trưởng đã đợi ở trước cửa. "Có chuyện rồi, tuần trước tôi định nói với anh, nhưng lúc ấy anh đang say mê cuộc đua xe trên băng nên không có dịp nói với anh." "Chuyện gì vậy? Không còn tiền trả lương cho công nhân." Henry Ford nghĩ, không trả lương cho công nhân họ sẽ bỏ đi hết. Nếu bán cổ phần của mình thì không còn quyền cùng Mark điều hành công ty. Làm sao đây? Ông kế toán lo lắng hỏi. Không còn cách nào khác, phải nói toạt hết mọi chuyện. Chiều tối công nhân đến lãnh lương, Ford đứng trên ghế nói rõ hết tình hình công ty cho họ nghe. Tôi mong anh chị em gắn đợi thêm một thời gian nữa, qua mùa đông này đến mùa xuân năm sau, loại xe kiểu bốn thì chắc chắn sẽ được khách hàng đón nhận công việc làm ăn của chúng ta sẽ khá giả công ty sẽ không quên mọi người ý của các anh chị như thế nào henry ford hơi bối rối căng thẳng chờ câu trả lời các công nhân chụm lại bàn bạc với nhau họ quyết định chúng tôi ở lại ford rất cảm động có người đến bắt tay khuyến khích ông các anh làm tôi thật cảm động sau này tôi sẽ gắng sức nhiều hơn nữa cử chỉ đó gây ấn tượng sâu sắc trong lòng henry đến mùa xuân đúng như những gì ford dự đoán dù công nhân làm việc suốt ngày đêm vẫn không đáp ứng được nhu cầu nhà máy luôn mở rộng thêm mà vẫn sản xuất không đủ hàng henry ford không còn lo lắng về tiền bạc nữa ông đã trả hết nợ cho james và tom henry ford đã thực hiện được ước mơ của mình là chế tạo ra loại xe hơi thông dụng cho dân thường sử dụng nó không còn là món hàng xa xỉ phương châm của henry ford là xe hơi tốt giá rẻ khách hàng sẽ tranh nhau mua sản xuất với số lượng lớn giá thành thấp giá bán do đó cũng thấp giá thấp thì người mua sẽ đông và như vậy sản xuất phải nhiều hơn, giá bán lại rẻ hơn. Con đường phát triển ngành sản xuất xe hơi sẽ rộng thênh thang, làm cho xã hội ngày càng phùng vinh hơn. Nhưng đáng tiếc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị McKermosin và các cổ đông không hiểu cái lý đơn giản của Ford. Ford, sao anh định giá rẻ như vậy? Bán đắt hơn một chút, chúng ta sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. Họ luôn mồm kêu ca, nhưng Ford không để ý đến họ. đến năm thứ ba công ty lại gặp khó khăn số lượng đặt hàng giảm nhanh sản lượng xe và kim ngạch bán ra đều thấp hơn năm trước vì thế nội bộ công ty xảy ra tranh chấp nhưng henry ford vẫn một mực chủ trương nguyên nhân bán không chạy là do giá bán quá đắt phải giảm giá nữa để mở rộng tiêu thụ khăng khăng giữ lấy lối đi cũ sẽ không giải quyết được gì nhưng ý kiến của ford không được chủ tịch hội đồng quản trị chấp nhận công ty ford gặp khó khăn là do loại xe hơi ford không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng giá rẻ bán chạy đó là cách nghĩ của người ngoài ngành dù sản xuất nhiều mà không có lời thì cũng không thành công ford và mckemerson cãi nhau đến đỏ mặt mckemerson đập bàn nói nếu như vậy thì tôi phải rời khỏi công ty lúc bấy giờ mckemerson là nhà công nghiệp giỏi nhất ở detroit và cũng là một thương nhân nhạy bén Cách nghĩ của ông khác với Ford nên ông không tiếp tục hợp tác sản xuất xe hơi với Ford nữa, nhưng lúc công ty còn làm ra tiền, ông xin rút lui khỏi ngành chế tạo xe hơi đầy rủi ro này. Đối với Henry Ford, điều đó hợp với mong muốn của ông, muốn thực hiện ý đồ lâu dài của mình, ông phải có trên 50% cổ phần Năm 1906, điều kiện của hai bên đã được bàn bạc thỏa đáng. Henry Ford mua lại cổ phần của Mark Emerson với giá 175.000 đô, một số tiền rất lớn vào lúc ấy. Vốn đầu tư ban đầu của Mark Emerson chỉ có 7.000 đô. Số tiền thu lại nhiều gấp 24 lần, số vốn bỏ ra, kinh doanh làm ăn như vậy cũng không tội. Mark Emerson cảm thấy hài lòng. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, ông cảm thấy mình bước vào một kho vàng mà chỉ lấy một đồng đô vàng rồi đi ra. Nếu như Makamoshin chịu chờ đợi thì ông sẽ kiếm được khoảng tiền 250 triệu đô. Sau khi Henry Ford mua lại số cổ phần của Makamoshin và lên thay chức chủ tịch hội đồng quản trị, ông làm theo ý ban đầu của mình là giảm giá bán xe hơi. Giá bán ba kiểu xe mới sản xuất, chiếc thấp nhất là 600 đô, chiếc cao nhất là 700 đô. Việc làm này như ném một quả bom vào giới sản xuất xe hơi. Trước đây chúng ta chịu đựng sự đe dọa giảm giá xe của Ford bây giờ lại giảm xuống 600 đô la một chiếc, không thể nào chịu đựng nổi. Những người trong ngành hoang mang lo sợ. Loại xe giá rẻ tung ra thị trường rất được khách hàng ưa chuộng, đúng như dự đoán của Ford. Không lâu sau đã bán được 8.423 chiếc. Henry Ford mở rộng nhà máy, ông cho xây tòa nhà ba tầng. Nghe nói tòa nhà này lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Lúc ấy, nhà máy tự sản xuất được tất cả các linh kiện xe Ford không cần đặt làm ở xưởng khác như trước đây. Tốc độ phát triển của công ty Ford nhanh chóng đi lên, nhiều người thắng phục. Ford muốn mở rộng công ty của mình đến đâu nữa? Cứ đợi xem, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Nhiều người cho rằng sự phát triển vượt bậc của Ford giống như một quả bóng bơm quá đầy hơi rồi sẽ bị nổ tung. Nhưng Henry Ford vẫn miệt mài làm việc. Đến khi mỗi ngày sản xuất được 100 chiếc xe thì các thành viên hội đồng quản trị của công ty nói Không cần mở rộng thêm nữa, nhưng Henry Ford đã có sẵn ý đồ nên ông trả lời Không chỉ mỗi ngày sản xuất 100 chiếc mà mục tiêu sau này phải mỗi ngày sản xuất 1.000 chiếc. Năm 1905, một cuộc đua xe hơi được tổ chức trên bãi rừng cỏ bang Florida. Khi Henry Ford đi du ngoạn nơi đó, vô tình ông nhặt được một mảnh sắt trong bụi cỏ, mảnh vỡ của chiếc xe hơi Pháp chế tạo sau khi bị tai nạn xe hơi rơi lại. Cái gì đây? Ford đưa mảnh sắt cho các trợ lý đứng bên cạnh xem, nhưng không ai biết là cái gì. Tóm lại đó là một miếng kim loại nhẹ và rắn chắc. Phải hiểu rõ chất liệu của miếng kim loại này, đây là nguyên liệu mà xe của chúng ta cần. Ford nói với các trợ lý, qua phân tích cho thấy đó là thép chứa vanadium của Pháp, Henry Ford liền cử người đến nước Anh tìm kỹ sư biết cách chế tạo thép của Pháp, đồng thời ông đi khắp nước Mỹ tìm xưởng chế tạo thép thích hợp. Cuối cùng Ford đã tìm được một nhà máy thép nhỏ ở bang Ohio. Nếu có thiệt hại gì sẽ do tôi bồi thường. Với điều kiện đó công ty Ford và nhà máy nhỏ ấy đã ký kết hợp đồng. Qua nhiều lần chế tạo thử bị thất bại, cuối cùng họ đã thành công. Tiếp đó, Ford ra lệnh cho tháo hết các xe ra thử nghiệm từng linh kiện một, xem loại sắt thép nào thích hợp cho từng loại linh kiện. Ngày 1 tháng 10 năm 1908, Henry đã chế tạo ra loại xe hơi Ford Model T nổi tiếng. Kiểu này nặng 1.200 pound, lắp ráp đơn giản, 22 mã lực, thân xe chắc dễ lái, dễ sửa chữa, máy móc đơn giản, giá thành thấp, linh kiện có mọi nơi, ai cũng tự sửa được, rất được ưa chuộng, đó là loại xe hơi Model T. Dù ở mặt nào, xe Model T là loại xe tuyệt hảo trong các loại xe do Ford chế tạo, giá bán rất rẻ, giá bán sỉ là 850 đô một chiếc, giá bán lẻ là 1.000 đô một chiếc, xe Model T ra đời, được mọi người đánh giá cao. Lúc ấy có một bài hát vui khen ngợi loại xe này một ít lửa, một ít đinh ốc, một ít hơi ga, một ít xăng dầu, một miếng tôn, hai miếng ván gỗ, ráp lại thành chiếc xe Ford. Nghe bài hát đủ biết chiếc xe Modente đơn giản như thế nào còn lưu truyền trong câu chuyện vui. Này, trận bão lần trước có người giàu to đấy. Hả? Trong mưa bão mà vẫn kiếm được tiền à? Ừ, tấm tôn lợp trên nóc nhà kho của một người bị gió thổi bay mất. Vậy là bị thiệt hại chứ. Nhưng sau hai tuần, ngôi nhà bị mất tôn ấy được báo đến công ty Ford, chủ nhà nhận được một lá thư với lời lẽ rất tha thiết. Trong thư nói gì? Thư viết, đây là lần đầu tiên có một chiếc xe hư nặng như thế. Trong vòng một tuần, chúng tôi sẽ sửa xong và giao tận nhà. Người Mỹ thích kể chuyện cười vô thưởng vô phạt như thế. Henry Ford không hay biết chuyện đó. Khi ông đọc chuyện cười ấy trên báo, ông phải ôm bụng cười. Này anh biết không, chiếc xe Ford đến trước cửa hàng bán đồ cũ thì bị chết máy, do bộ phận truyền dẫn bị hư. Người lá chiếc xe chạy vào cửa hàng bán đồ cũ ấy, mua sợi dây kẽm dài 10cm thường dùng trên chiếc giường lò xo. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe được sửa xong, chạy đi ngon lành. Có chuyện đó sao? Thật 100%. Ít lâu sau, lại có một chiếc xe Ford bị chết máy, cũng đến cửa hàng bán đồ cũ đó mua một sợi dây kẽm, xe được sửa và chạy. Một tuần sau trở lại cửa hàng bán đồ cổ ấy, thấy treo tấm biển mới trước cửa, cửa hàng bán phụ tùng xe Ford. Hai chuyện trên có chừng mực, còn nhiều chuyện vui hơn. Chiếc xe Ford chạy cứ bị rung hoài, bù lon đinh ốc mới xài, đã súc lỏng hết. Có một người rất thích phát minh sáng chế. Ông ta gắn một cục 500 lớn ở sau bánh xe sau để tự nó hít lấy hết các bù lon và đai ốc rơi ra. Những câu chuyện vui về xe Ford thường được nghe ở các quán rượu, quán cà phê, tiệc nhậu, trong các câu lạc bộ và các cuộc gặp gỡ trò chuyện ở khắp nước Mỹ. Các cây hài ở nhà hát cũng đua nhau sáng tác các mẫu chuyện cười về xe Ford. Sách viết về nội dung chuyện cười xe Ford bán chạy như tôm tươi ở khắp nước Mỹ. Lan truyền các chuyện cười về xe Ford một mặt quảng cáo dùm cho xe Ford. Mặt khác, gây cho người ta ấn tượng rằng xe Ford tuy giá bán rẻ nhưng khi gặp đường hơi xấu thì xe dễ bị hư. Sao lại có chuyện như vậy? Xe Ford là loại xe hơi bền chắc nhất thế giới mà, hãy đợi xem. Henry Ford nói. Ngày 1 tháng 6 năm 1909, dịp kiểm chứng lời nói của Henry Ford đã đến. Ngày hôm ấy, năm chiếc xe hơi đậu xếp hàng trước cửa tòa thị chính thành phố New York, năm chiếc xe ấy đến tham dự cuộc đua xe xuyên lục địa lần đầu tiên ở Mỹ. Gồm các loại xe cao cấp hiệu Ackman, Human và Idara cùng với hai chiếc xe Ford Model T. Vì mưa tầm tã suốt 7 ngày 7 đêm nên con đường làng San Luis rất lầy lội. Những chiếc xe ấy đã vượt qua vùng đồng cỏ lớn, chạy vào bang Colorado. Tốc độ giảm chậm lại, trung bình chỉ còn 16 km một giờ. Khi chạy vào địa phận bang Wyoming, chiếc Irada có thân xe to lớn đã tụt lại sau. Bốn chiếc xe còn lại vẫn cố gắng chạy. Không may khi đến gần đỉnh núi Cascade thì gặp một trận mưa lớn cản trở. Kết quả, chiếc xe Modente số 2 của Henry đã về đích trước ở cổng của Viện Bảo tàng Thái Bình Dương, thành phố Sito, với thời gian 22 giờ 55 phút. Khi trao giải thưởng, ông hội trưởng nói, Xe Ford chạy trên mặt đất gò đồi lồi lõm hay trên đường gặp gền quanh co vẫn không thua kém các loại xe cao cấp đắt tiền gấp 5-6 lần. Ông Henry Ford Ông đã chứng minh đúng những gì ông đã nói. Tôi tin ông làm được tất cả những gì thuộc về xe hơi của mọi người nói chung. Sau chiến thắng trong cuộc đua xe hơi xuyên lục địa Mỹ, ông Harry Ford tuyên bố, từ đây về sau chỉ chuyên chế tạo loại xe Modente, không làm các loại xe kiểu khác. Nhiều người đã đưa ra kiến nghị về quyết định này nhưng Ford không nghe. Nguyên nhân thành công của tôi chỉ có một, sản xuất với số lượng lớn. Nếu các vị không tin thì hãy đợi xem, mỗi khách hàng đều có sở thích riêng khác nhau, làm ra nhiều kiểu xe càng tốt. Dựa vào kiểu xe thông dụng để mở rộng thị trường rất khó. Các cửa hàng đại lý kêu ca liên tục. Vì thế trong cuộc họp đại diện của các cửa hàng đại lý cả nước, Henry Ford nói như thét, xe hơi giá cao bán không được sở dĩ công ty ford thành công là do nghĩ đến sức mua của lớp người có thu nhập thấp xe dễ lái đơn giản tiện dụng phụ tùng dễ mua ở bất cứ cửa hàng kim khí điện máy nào giá rẻ như phụ tùng của máy may đó là tôn chỉ của chúng tôi chúng tôi không muốn kiếm nhiều tiền mục đích của chúng tôi là làm ra loại xe hơi mà bất cứ ai cũng có thể mua được hơn nữa số lượng sản xuất ra phải lớn hơn các nhà máy khác trên thế giới quả là một người có khí phách lớn sự bền bỉ trước sau như một của Henry Ford làm cho sản lượng xe mỗi năm của công ty từ 1.500 chiếc đến năm 1908 nhảy vọt lên 10.000 chiếc. Năm 1912 tăng lên 180.000 chiếc. Năm sau đó là đạt hơn 265.000 chiếc. Mức doanh thu tăng nhanh, ban đầu là 130.000 đô, năm sau tăng 1 triệu 200.000 đô. Đến năm 1910 vượt mức 10 triệu đô năm 1913 đạt 89 triệu đô. Với thực trạng đó, Ford đã ngồi vững trên ngôi vua xe hơi thế giới. Gia đình Harry Ford sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Clara và Ford rất yêu thương cậu con trai. Thằng bé từ nhỏ đã theo tôi đến nhà máy. Nó cũng rất thích máy móc. Ford cười và nói vui vẻ. Khi cậu con trai ba tuổi, cậu bé vẫy cánh tay nhỏ gọi. Cha ơi, nhanh lên nhanh nữa. Bây giờ chàng trai sắp học trung học rồi Một hôm Phọt về nhà thấy con đang chăm chỉ học Thế nào con trở thành một con mọt sách khi nào vậy? Nghe cha hỏi Cậu con trai trả lời Cha xem Quyển sách rất hay Cậu đưa sách cho cha xem Ồ oh, Con xem loại sách này ư Phọt cảm thấy thời đại đã thay đổi Khi con còn ở độ tuổi con ông bây giờ Trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ đến chiếc xe không có ngựa kéo Bây giờ đã là thời đại của máy bay rồi Bọn trẻ phải đi theo con đường của chúng Ford hiểu sở thích của con mình Là đi trên con đường tiến bộ của máy móc Ông rất vui mừng Vì thế ông thuê một xưởng nhỏ Trên đường Ufa cho con tập sự Họ thuê ba người giúp việc Bắt tay chế tạo máy bay Ford đầu tiên